Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ nhìn mặt đã phong thánh ông sư chùa Ba Vàng. Cộng đồng mạng nổi giận. Vụ hốt tiền của ông sư Thích Trúc Thái Minh đã làm nên nỗi bức xúc của người dân Việt Nam chân chính, bởi đây là hành động kinh doanh mê tín một cách trắng trợn. Ông sư chuyên giao giảng những điều sảng bậy sặc mùi mê tín để dụ dân dùng tiền cúng cho ông đã làm giàu bất chính này. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam liệt hành động mê tín dị đoan là một thứ tệ nạn và liệt hành động lừa đảo có tội hình sự. Ông sư Thích Trúc Thái Minh dựng chùa thuyết giảng những điều sảng bậy sặc mùi mê tín là hành nghề mê tín dị đoan, chính quyền cần dẹp bỏ. Ông sư này đã lợi dụng mê tín để kiếm tiền lại càng không phải dẹp, vì đây là hành động lừa đảo. Nếu ông thầy lang dựa vào sự mong muội của người dân để chữa bệnh thì trường hợp của ông Thích Trúc Thái Minh cũng tương tự như vậy. Đây là hình ảnh status nhìn mặt là phong thánh của ông Đoàn Ngọc Hải. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã có bài viết bênh vực ông Thích Trúc Thái Minh. Những người có lượng follow không nhiều thì không nói làm gì. Với ông Đoàn Ngọc Hải là người nổi tiếng, một status của ông có ảnh hưởng nhiều đến xã hội, nên ông cần phải thận trọng khi đăng các status này. Đặc biệt, trên trang Facebook của ông Hải có đến 339.000 người theo dõi. Và điều đặc biệt là để khẳng định ông Thích Trúc Thái Minh chỉ nhìn khuôn mặt mà khẳng định ông Thích Trúc Thái Minh không lấy chuyển chùa làm của riêng. Tương tự như vậy, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chỉ nhìn mặt là khẳng định luôn ông Thích Trúc Thái Minh không có quan hệ tình dục với các nữ Phật tử. Theo như thông tin được biết, ông Thích Trúc Thái Minh không phải là thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Thích Trúc Thái Minh cũng rất khủng. Đặc biệt là mối quan hệ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Thích Trúc Thái Minh là người đứng tên chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng, đã từng có dự án xây chùa ngàn tỷ tại quê hương ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để kinh doanh tệ nạn ma túy theo mô hình chùa Ba Vàng. Đây là hình ảnh chính báo chí nhà nước Việt Nam cũng lên án hoạt động mê tín của chùa Ba Vàng. Việc kinh doanh mê tín của chùa Ba Vàng đã diễn ra trong rất nhiều năm, gây bức xúc đối với xã hội. Chính nó làm cho tình trạng ngu dân của xã hội này ngày một thêm nghiêm trọng. Qua hàng loạt hành động kinh doanh mê tín trong nhiều năm, người dân mới phản đối ông Thích Trúc Thái Minh đến vậy. Người dân đã dùng lý trí phán xét ông Thích Trúc Thái Minh chứ không hề dùng cảm tính. Bởi những tiếng nói phản biện ấy không hề nhìn mặt ông Thích Trúc Thái Minh mà phán xét như ông Đoàn Ngọc Hải, mà họ dựa vào chuỗi hành động của ông sư này. Một tiếng nói của ông Đoàn Ngọc Hải còn có tác động hơn hàng trăm tiếng nói bình thường khác, với cách nhìn mặt rồi phong thánh cho những ông tăng hoạt động mê tín dị đoan là một cách làm cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Bởi khi ông Hải đã lên tiếng như vậy thì hàng trăm ngàn người nhẹ dạ cả tin, cắm đầu vào các tụ điểm mê tín dị đoan, để rồi tiền mất tật mang và bệnh thì nặng thêm. Cũng có người nhận xét mạng xã hội nổi giận với status phong thánh ông tăng Thích Trúc Thái Minh là một tín hiệu đáng mừng. Nhiều người cũng đang ngộ ra loại hình kinh doanh trá hình chùa chiền hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam. Có nhiều người ở nhà mắng chửi bố mẹ, bỏ đói bố mẹ, chi tiền cho bố mẹ tính từng xu từng cắc, nhưng rồi hốt hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cúng cho các ông tăng hành nghề mê tín dị đoan trá hình. Đến hình ảnh, hầu hết tiếng nói có trách nhiệm đều không đồng tình với sa thốt của ông Đoàn Ngọc Hải. Sự tác hại của hành động mê tín dị đoan trá hình không thua gì các tệ nạn khác. Nó tạo thành sự bất công ghê gớm trong xã hội. Nó làm cho các kẻ mê muội bòn nơi khố rách đãi bơi quần hồng rất bất công. Hành động nhìn mặt phong thánh của ông Đoàn Ngọc Hải sẽ không dụ được người dân, còn tỉnh táo nhưng rất dễ dụ những người dân mê muội. Mà xã hội Việt Nam mê muội nhiều hơn tỉnh táo, nên hành động của ông Đoàn Ngọc Hải rất nguy hiểm cho xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có hai nhân vật chỉ có thể vờn mà không được thịt. Vượng Vin là một, còn lại là ai? Với việc áp lực ngay cho báo chí gỡ bài khi mới đăng chưa được bao lâu, ông Vượng đang thể hiện rằng ông là người không thể bị thịt. Như Trịnh Văn Quyết của FLC và Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh,
Hiện nay số tiền nợ của Vingroup lên tới 376.602 tỷ đồng, là tương đương với khoảng 16 tỷ USD. Nếu thịt Vingroup thì khả năng cả nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ. Đó là lý do chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thịt rồi lại thôi. Một sự kiện hiếm hoi của truyền thông tại Việt Nam xảy ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2018 khi báo Người Tiêu Dùng cho đăng một bài viết qua đó yêu cầu phải đưa hai nhân vật từng đứng đầu nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn là cựu bí thư Lê Thanh Hải và cựu chủ tịch Lê Hoàng Quân vào lò vì các sai phạm tham nhũng do các ông này gây ra. Đây là hình ảnh vào năm 2018, báo Người Tiêu Dùng bị áp lực gỡ bài về ông Lê Thanh Hải. Chỉ xuất hiện chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, bài báo có tựa đề nhiều cấp dưới bị bắt giam và kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân vào lò, của hai tác giả Thiện Hiếu và Minh Nguyễn đã bị gỡ bỏ khỏi trang mạng ngườitiêudung.com.vn. Khi đó, nhiều nhà phân tích đánh giá rằng thế lực ông Lê Thanh Hải là bất khả xâm phạm, mặc dù ông Lê Thanh Hải và những người trong nhóm ăn đất của ông có bị báo chí bêu diếu sau đó, nhưng ông vẫn bình an vô sự. Vào năm 2020, báo chí cũng ồ ạt đăng tin rằng ông cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật, nhưng hai ông này vẫn bình an vô sự. Thế lực muốn đưa ông Lê Thanh Hải lên thớt không ai khác chính là thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay, đó là thế lực ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, về mức độ cứng cựa thì ông Lê Thanh Hải không hề thua kém, bởi gia tộc Lê Trương lừng danh miền Nam là thế lực mạnh nhất nhì của khu vực này cũng không hề kém cạnh gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Vượng cũng đã áp lực gỡ bài, chứng tỏ quyền lực của ông Vượng còn rất lớn. Hiện nay thế lực nào đang áp lực cho truyền thông gỡ bài là sự khẳng định thế lực đó chỉ có thể vần không thể thịt, bởi họ là kẻ bị tấn công nhưng họ lại có khả năng phòng thủ rất tốt khiến kẻ tấn công phải bó tay. Có một số đánh giá cho rằng sở dĩ ông Lê Thanh Hải cứng cựa như thế là ông có mối quan hệ với thế lực phương Bắc. Thế lực này thuộc về an ninh thông qua Chu Vĩnh Khang. Tuy nhiên, Chu Vĩnh Khang đã bị Tập Cảnh Bình trừ khử, nhưng những người kế thừa Chu Vĩnh Khang cũng kế thừa mối quan hệ kiểm soát chính trường tại Việt Nam. Trường hợp ông Phạm Nhật Vượng áp lực cho truyền thông gỡ bài chứng tỏ quyền lực của ông Vượng còn rất mạnh. Và người ta nói áp lực báo chí gỡ bài chỉ có thể nhờ vào trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Và ông Vượng đã tác động được, chứng tỏ trong mối quan hệ chính trị phức tạp, ông Vượng có thể tác động đến ban tuyên giáo. Như vậy, việc rút bài cho thấy mối quan hệ chính trị của ông chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đủ mạnh để không bị thịt, nhưng ông Vượng vẫn bị vần như trường hợp của Lê Thanh Hải. Đó là thực tế hiện nay giữa Đảng Cộng sản và ông Phạm Nhật Vượng có quan hệ lợi ích rất lớn. Nếu ông Vượng không nuôi những thế lực góp cổ phần miệng thì khó mà ông Vượng yên ổn làm ăn và phát triển trong những nhiệm kỳ Trung ương Đảng sắp tới cũng như vừa qua. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang có mối quan hệ đủ lớn để không bị đẩy ra khỏi Vingroup. Nhiều người đánh giá Vingroup đang lớn đến mức nếu thịt thì sẽ gây ra cú sốc lớn cho nền kinh tế. Điều này khá đúng, tuy nhiên vấn đề là Vượng vẫn còn nhiều mối quan hệ lớn. Chứ nếu Đảng Cộng sản cần Vingroup không cần Vượng thì họ đã ép ông Vượng thoái vốn khỏi Vingroup cho người khác nhảy vào thay thế. Vì vậy, việc muốn thịt được bản thân ông Vượng là một bài toán nan giải chứ cũng không hề đơn giản. Khi nào truyền thông còn sợ ông Vượng thì khi đó ông Vượng còn an toàn, bởi khi truyền thông đã không sợ thì chắc chắn đã có lệnh đánh từ trên bàn xuống.